Chào các bạn, mình đang có Mi 11 ở trên tay. Hôm nay mình sẽ mở hộp để mình giới thiệu cho các bạn là đây là một cái điện thoại đầu tiên trên thị trường sử dụng cái chip xử lý Snapdragon 888 cũng như là cái điện thoại thứ hai sau iPhone 12 bán ra mà không kèm củ sạc. Bây giờ mình sẽ mở xem nó có những cái gì ở bên trong nhé. Mình có một chiếc hộp iPhone 12 Pro Max của mình ở đây để mình so sánh cho các bạn. Đầu tiên về kích thước thì mình thấy là cái hộp của Mi 11 này nó to hơn, nó dài hơn khoảng độ 1cm so với lại cái iPhone 12 Pro Max. Mặc dù cái máy nó chỉ to hơn mà về màn hình là khoảng độ 0.1 inch. Cái này là 6.8, còn iPhone 12 Pro Max là 6.7 inch. Còn về độ dày thì mình thấy là nó tương đương nhau. Cái của hộp của Xiaomi 11 thì nó to hơn. Vậy tại sao thì nó lại to hơn, cái hộp nó lại to hơn khá khá so với iPhone 12 Pro Max? Mình mở ra xem là trong nó có những cái gì. Đây, thì các bạn thấy đây là cái cách mà Mi đóng gói cái điện thoại của họ. Mình thấy là họ chừa ra một khoảng khá là dài ở phía dưới này. Trong khi đó cái hộp ở trên iPhone thì Apple họ tối ưu rất là tốt, tức là cái hộp nó bao quanh luôn cái máy này. Xiaomi đã bỏ đi củ sạc, cáp sạc và tai nghe nhưng mà họ vẫn cho một cái ốp dẻo vào trong cái điện thoại. Mình nghĩ đây mới là cái cần bỏ đi, nhưng mà Xiaomi và các hãng điện thoại, đặc biệt là những hãng điện thoại Trung Quốc, thì họ vẫn giữ lại cái phụ kiện này và họ tặng kèm cho người dùng. Cái này mình thấy là nó không hề bảo vệ môi trường thế nào cả. Đáng lẽ là Xiaomi phải bỏ nốt cái này đi thì nó sẽ giảm được cái độ dày của cái hộp. Đó, như vậy thì trong hộp thì chúng ta chỉ có cái ốp silicone và cái máy thôi, không có cái phụ kiện gì hết. Còn nếu mà các bạn muốn mua củ sạc thì các bạn sẽ phải mua một phụ kiện ở ngoài như này. Đây là một cái củ sạc có công nghệ GaN của Xiaomi. Củ sạc này nó có công suất là 55W. Mình mở ra xem nha. Đó, đây, sạc hai chấu 55W GaN. Một đầu là A và một sợi cáp để sạc. Vậy thôi. Đây là Mi 11. Để mình mở nó ra. Thực tế thì trước khi nó đến tay mình thì cái Mi 11 này nó đã qua được rất là nhiều tay rồi. Chứ mình không phải là người đầu tiên mở cái máy này. Cái máy này mình mượn từ bên Điện Thoại Hay. Họ về cả cái phiên bản Limited Edition, tức là cái phiên bản mà có chữ ký của CEO của Xiaomi nữa. Nhưng mà mình chỉ mượn được cái phiên bản này thôi. Các bạn thấy là phía trước của máy này nó có một cái màn hình là 6.8 inch. Độ phân giải là 2K, độ phân giải rất là cao. Và cái màn hình này nó có tần số quét là 120Hz, nó tăng so với lại cái Mi 10. Xiaomi vẫn tiếp tục sử dụng cái panel cong trên cái điện thoại của họ, mặc dù nó chỉ là cong rất là nhẹ thôi. Nhưng mà nếu mà ai mà không thích panel cong như mình chẳng hạn thì sẽ không thích cái máy này. Mình thích một cái máy có màn hình phẳng chứ không cong. Mà sau được các bạn thấy là nó nổi bật với mấy cụm camera khá là to và một cái mặt lưng bằng kính nhám chứ không phải là kính bóng. Nếu mà để ý kỹ khi mà nhìn phẳng như này thì các bạn sẽ thấy là cái cụm camera ở trên Mi 11 nó sẽ chia là 3 tầng. Hầu hết thì các bạn sẽ thấy là những cái điện thoại nó chỉ có camera 2 tầng thôi. Một tầng là mặt phẳng, lưng và nó sẽ nhô lên sau mặt phẳng là một tầng. Nhưng ở đây thì từ mặt phẳng này cái cụm camera nó nhô lên thêm một tầng là tầng nền, mình sẽ gọi là tầng nền. Ở đó thì có đèn flash và một cái cảm biến cũng như cái camera chụp macro. Sau đó đến tầng thứ hai nhô lên thêm một chút nữa thì chúng ta sẽ có cái camera góc siêu rộng. Và cuối cùng nhô lên cao nhất sẽ là cái camera chính với độ phân giải là 108MP, to nhất và nổi bật nhất ở đây. Như vậy thì khi nhìn theo cái hướng như này thì chúng ta thấy là nó sẽ có 3 tầng, 4 tầng. Các bạn đánh giá sao về cụm camera này? Mình thấy nó khá là đẹp và khá là nổi bật. Ở phía trên đỉnh của Mi 11 thì các bạn sẽ thấy là nó có cái loa ngoài, cái mic, một cái cảm biến hồng ngoại và cái dòng chữ là Sound by Harman Kardon. Xiaomi đã hợp tác với lại Harman Kardon để tinh chỉnh và tối ưu cái âm thanh dành cho cái điện thoại này. Thiết kế thì mình thấy là Mi 11 nó không có gì nổi bật lắm về cái thiết kế tổng thể, mặt trước mặt sau vẫn là hai cái miếng kính, nó cong, nó ôm vào sát cái sườn của máy. À, mình nói thêm là cái màn hình này là sử dụng cái kính cường lực Gorilla Victus mới nhất của Corning Glass để tăng cái độ cứng cho cái màn hình. Về cấu hình thì Mi 11 được trang bị con chip Snapdragon 888 và nó là cái máy đầu tiên trên thị trường sử dụng con chip mới nhất của Qualcomm đó. Cái máy mình có là có RAM là 8GB và bộ nhớ trong là 128GB cũng như là pin là 4600mAh và màn hình là 6.8 inch, rất là to, cong hai bên, camera sau là độ phân giải là 108MP. Cái này thì về camera, về pin, về hiệu năng của bộ xử lý có rất là nhiều thông tin nói rằng cái bộ xử lý này nó bị quá nhiệt, thì tất cả những thông tin đó bọn mình sẽ dùng chi tiết khi mà mình có máy và mình sẽ gửi tới các bạn trong những bài viết sau. Còn cái bài viết này thì mình chỉ là mở hộp sơ qua và giới thiệu cho các bạn về cái máy này mà thôi. Chắc là mình sẽ chỉ nói đến như vậy thôi, còn những cái gì cụ thể hơn và chi tiết hơn thì bọn mình sẽ tiếp tục bọn mình nói trong những bài viết sau nha. Cảm ơn các bạn.